cho vui, chúng tôi xin kính chào bà con cô bác. Kể từ hôm nay, ta sẽ là bảo mẫu của các con. Rồi. Simba, cái mông cao quá, hạ cái mông xuống. Có sợ kiến cắn? Kiến cắn cái gì? Kiến cắn cơ cơ. Trời ơi. Đứng lại. Ba đứa chạy đi. Chạy đi. Chạy đi chứ không có rồi mình thua. Yeah. Đứng lại cho. Đánh nè. Trời ơi, tụi nó chạy bằng xe kìa. Chúng xe dưới đây. Ê, chạy cho mày. Rồi xong phim. Đâu đèn đỏ đâu? Ba. Không có đèn đỏ mà có sợi dây đỏ là phải tuân thủ luật giao thông. Tụi mày đâu? Ba, nhìn cho em. Xé xé là rụng chết hai con vịt từ đó hả cho? Bơi ra, trời ơi! Mình ở đây có mình ghê quá à. Lỡ con cọp nó trong vòng á, nó ra nó ăn thịt mình là sao? Ừ, ghê quá. Thay tôi đi đông qua. Chị ơi, có con gì ăn thịt mình không chị? Nó mạnh mẽ lắm anh ba ơi. Mạnh mẽ thì em cung quá chị. Thì cung sống mới mạnh mẽ